Ok, đây thấy không? Đoạn này là dốc đổ xuống là 8% nhá. Đấy đúng không? Đây. Đấy, mà xe khách là giới hạn là chỉ có 40 kìa. 40 đúng không? Đấy. Ừ. Mà anh tì phát để nó chuyển, tức là anh cảm nhận thôi là nó chuyển sang cái chế độ phanh tái tạo cao. Đấy, phanh tái sinh cao ấy. Đây. Thì mình sẽ thấy rằng là nó ghi rất tốt. Nếu mà nhanh quá thì buộc tôi phải đệm phanh một tí chứ. Đúng rồi, Nhưng chính mà xác mình đấy. giảm cái phần lực phanh đây. Em xem cái việc là bây giờ nha. Bây giờ Đấy. đang với 34% này. Và từ 56. 34% vì từ đường với 56 thì nó xuống nó có tái tạo thêm được bao nhiêu không? Và đoạn này là mình xuống liên tục. Mình xuống liên tục. Nhìn hộ anh chip nhá, bởi vì anh tập trung anh lái, nhìn chip này. Đây đây. Đấy, nhìn chip xem xong tương đương. Anh nghĩ 1% đâu đấy nó trung bình khoảng gần 2 cây. Lên 34 chưa? Đấy. Lên được Lên 1% rồi, chưa? lên 1% rồi. Nhìn nhìn hộ anh nhá. Đây là Đây đây. 119 này. 119 đúng không? Cho tròn 119 thì Cho thành 120 34 đi anh. 120 đi. Đấy. Mình cũng chỉ tính tương đối được thôi và mình đang thả thả trôi. Tốc độ khuyến nghị ở đây đối với xe khách nó trung bình là nó rơi vào khoảng 40, mà tôi đã đi là 50 là đúng tiêu chuẩn giới hạn xe đây để đi 50 mà. Xem bao lâu nó lên được. Nếu mà nhanh quá thì mình đè nhẹ cái xuống này, nhẹ xuống này thì nó giảm ngay ấy. Trong đó cũng lái khá nhẹ nhàng. 35 rồi đấy. Đấy. 35 rồi này. Được Lên chưa? một lên 1% rồi. Lên 1% hơn một cây. Đấy đấy. À, có nghĩa là như thế này. Tức là nó tùy thuộc, không thể tính được là bao nhiêu cây, mà nó phải Đúng rồi. phụ thuộc vào cái độ dốc đó là bao nhiêu cả, và cái tải ở trên mình nó bị đổ xuống nó ghi bao nhiêu nữa. Đúng rồi, Đấy, chính thì xác. vừa rồi nó chỉ chưa đầy một cây, nó đã tôi đã có gần 1% còn gì nữa. Đúng Đấy. chưa? Đang tăng tăng nhanh Đấy, nhanh vừa rồi là đó. 120 35 đúng không? Thế bây giờ là 100, lúc nãy có đâu có hơn 500 mét chúng ta đã có được 1% rồi. Tức là ở đây nó phải phụ thuộc vào cái độ dốc nữa. Độ độ dốc của cung Đúng đường. rồi, dốc của cung đường Càng nữa. càng dốc nhiều Rồi, thì và cái càng lượng tăng. người ngồi trên xe đây này. Ừ. Đấy, 120 tương đương 35. Đây, độ dốc đoạn này 6% thì nó sẽ lâu hơn, lúc nãy dốc toàn 10% mà. Đúng chưa? Đúng rồi, Thì đúng nó rồi. sẽ cần một cái quãng đường dài hơn. Còn nếu mà dốc mà cao thì suy ra cần một cái quãng đường nó ngắn hơn. Đấy, đoạn này ít dốc Đây là mình lên đến tăng. 7 nhá, lên đến 7 và hơn 7 triệu 700 rồi nhá. Đây này, dốc ở đây còn có 6% rồi này. Tức là nếu mà mình đo trung bình ấy, thì mình sẽ xác định, tóm lại là cái này sẽ chắc chắn là sẽ có phanh tái sinh rồi. Đấy, Chắc đây. chắn là có Ví rồi. dụ như dốc khoảng Ừ. 6% nhá, thì gần như anh không dùng phanh luôn. Đấy, anh có dùng phanh đâu. Em thấy không? Anh không dùng phanh, quãng đường này hơn một cây này, còn chưa được 1% này. Đây. Đấy. 121 để anh ạ. 121 đây này. Nhàn hơn với xe xăng ở chỗ đây anh nhỉ? Để anh xem nhé. Đấy, gần 2 cây này. Đấy, Đoạn này 36% này. 36 rồi. Hơn một cây rưỡi mới được 1% nếu mà tương ứng với cái độ dốc là 6%. Còn đâu đó khoảng 10% thì nó có 7-800 mét thì tôi đã được rồi. 5-6-700 thì tùy cái độ dốc nữa. Cho nên cái này là thực ra nếu mà mình tính là mình nên tính trung bình. Tính trung bình trên một quãng đường dốc ấy. Đấy, đường cộng với cả độ dốc nữa. Tính trung bình đi lên Trung xuống bình lên dốc trên đúng bình xuống, không? đoạn này là Đấy. dốc xuống Ừ. 8% nhá, em nhìn nhá. Vừa rồi em nhìn nhá, thì cái quãng đường để nó tái tạo lại được 1% nó sẽ nhanh hơn, à nó sẽ ngắn hơn.